Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hôm nay là ngày 21 tháng 1 năm 2024. Trên màn hình của chú anh chị và các bạn đang thấy đây là những cái vai diễn của chị Hồng Loan trong thời gian sắp tới cả nhà. Đó là một bộ phim Sáng Đèn và cũng như là cái xuất diễn đặc biệt ở sân khấu Quốc Thảo ha cả nhà. Sân khấu Quốc Thảo nằm ở trung tâm văn hóa quận Phú Nhuận, số 70-72 Nguyễn Nhân Chỏi, phường 8 quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cái vở diễn kịch đầu tiên đôi trên của chị Hồng Loan và cũng như là cái bộ phim Sáng Đèn mà chị Hồng Loan có tham gia đó quý cô chú anh chị và các bạn. Phải nói là rất là thương chị Hồng Loan ha, không thử thì làm sao biết. Đó là câu nói của nhà báo Xuân Minh. Nhà báo Xuân Minh đang cảm thấy đầy hy vọng cùng với Võ Thị Hồng Loan, có viết một bài viết khá là dài nói về chị Hồng Loan ha cả nhà. Xin mời cô chú anh chị và các bạn mình theo dõi bài viết dưới đây. Bài viết có tiêu đề là Không thử sao biết. Ngày đầu tiên Hồng Loan lên livestream bán hàng, cô ý bỡ ngỡ, luống cuống khiến mọi người cười vừa thương. Nhưng sau đó nhờ có sự hỗ trợ của Thánh livestream, Hồng Ni, chị Ba Bình Tinh mà đến nay Hồng Loan livestream bán hàng đã khá thuần thục, nhiều lúc còn biết hài hước làm vui lòng khán giả, khách hàng nữa. Bởi ta nói cái gì cũng vậy, không thử sao biết. Hồng Loan là con gái của ông Hoàng cải lương Hồ Quảng Vũ Linh, hồi nhỏ cũng đã từng quay video cải lương rồi chứ bộ. Dòng máu nghệ thuật của con nhà Tông vẫn chảy trong người của Hồng Loan, chỉ là do không có cơ hội, không có điều kiện để tỏa sáng. Khi thử ca hát qua một số MV ca nhạc với sự rèn luyện của anh hai Vũ Luân, ca sĩ Nguyên Vũ, Linh Tý, Bích Trâm, Huy Sang, vân vân, Hồng Loan được đánh giá là giọng hát nghe cũng ok. Vậy thì Loan đâu có mất mặt ba mình, đúng không mọi người? Khi thử đóng phim Sáng Đèn, tuy chỉ là vai nhỏ nhưng cũng là cơ hội để Hồng Loan được tiếp cận với nhiều máy quay cùng một lúc, tiếp cận phim trường và cách nuôi cảm xúc nhân vật. Với sự giúp sức của đạo diễn Hoàng Tấn Cường và ekip diễn viên nhà nghề, nghe nói vai diễn của con gái ông Hoàng cải lương Hồ Quảng Vũ Linh cũng duyên dáng lắm. Mới nhất là Hồng Loan thử đóng kịch Đu Trên của tác giả đạo diễn Quốc Thảo sẽ diễn trong dịp Tết năm 2024. Tôi tin qua bàn tay nhào nặn của đạo diễn kỳ cựu Quốc Thảo cùng sự hỗ trợ hết mình của người nhà Linh Tý và Bích Trâm, Hồng Loan sẽ vượt lên chính mình để có một vai diễn đáng nhớ cũng như một kỷ niệm đẹp trong quãng đời của mình. Có người bảo cái gì Hồng Loan cũng muốn thử, tuổi trẻ mà, cứ thử khi cuộc đời cho phép, miễn đó là công việc chân chính, lương thiện, không vi phạm pháp luật. Phải thử mới biết khả năng mình ở đâu, phù hợp ở lĩnh vực nào. Dĩ nhiên nếu phù hợp thì tiếp tục cuộc chơi, không thì dừng lại, miễn là đừng có hại đến ai. Tôi ủng hộ hai tay việc Hồng Loan thử sức với nhiều lĩnh vực, và tôi cũng ủng hộ hai tay nếu Hồng Loan dừng lại ở lĩnh vực nào đó mà mình cảm thấy bản thân không đủ sức, không phù hợp. Đại gia đình cứ cho Hồng Loan cơ hội thử và góp ý em ấy một cách chân thành nha. Sự khởi đầu nào cũng có gian nan nhưng phải thử mới biết. Ngay cả viên ngọc nếu không mài dũa thì cũng chỉ là đá sỏi mà thôi. Đó cô chú anh chị, phải nói là nhà báo Xuân Minh có một bài viết khá là hay của chú anh chị. Ngay cả viên ngọc nếu không mài dũa thì làm sao mà nó sáng được, đúng không cô chú anh chị? Nhà báo Xuân Minh đã không viết thì thôi, viết thì rất là hay cả nhà. Em xin phép chia sẻ những cái bình luận của khán giả dưới cái bài viết của nhà báo Xuân Minh. Như Quỳnh chia sẻ thì chú ý cùi quá đi, chúng ý tôi quá đi ông Sông Minh ơi, quá hay quá chuẩn, khuyến khích em ý thử một tuần cải lương nữa nha Sông Minh. Mình là fan cứng chị Loan lâu rồi, ủng hộ chị Loan ở mọi lĩnh vực. Tôi ủng hộ Hồng Loan và tôi cũng tin rằng em ấy sẽ thành công. Một cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy bản lĩnh và nhiều nghị lực. Chất giọng của Hồng Loan có nhiều nét giống Vũ Linh, khi ghép một bài hai cha con cùng hát sẽ thấy rõ điều đó. Có thể còn nhiều thiếu sót nhưng mình thấy Hồng Loan hát đã đi sâu vào trái tim của người nghe. Một nét gì rất là duyên, rất là riêng, chắc chắn
tương lai gọt rũa sẽ hoàn hảo. Nhà báo Song Minh rất là có tâm nè. Đó. Hồng Loan nói quá cần cù, chịu khổ chịu cực, giỏi lắm đó. Người thật thà, vớ đâu nói đẩy. Chữ ve thì giỏi nịnh, vừa dẫm như không có tự lập được. Không có tự lập được ha cả nhà. Đó, đây là những cái tay, vỗ tay, những cái like, những cái tim dành cho nhà báo Song Minh. Phải nói là một bài viết khá là hay ha cả nhà. Ngân Kim chia sẻ thì phải thử mới biết nè. Cũng muốn thử một lần để cả thành viên tem vì yêu thương mà đến mà khó quá. À, có tố chất, có gen nghệ sĩ. Mẹ không là nghệ sĩ, chỉ có gen ba thôi mà trội dữ vậy đó. Như viên ngọc trong đá không được dũa ra bao bao đẹp, bao tỏa sáng. Chúc mừng Hồng Loan. Cảm ơn Ve nhé. Nhờ Ve mà Hồng Loan được công chúng và được mọi người yêu thương, ủng hộ. Và Hồng Loan giờ không phải lo sợ nữa, vì khán giả và vì yêu thương mà đến đã bên cạnh Hồng Loan. Nên cố gắng Hồng Loan nhé, không đợi phụ lòng. 99 triệu người đã ủng hộ Hồng Loan. Tết ni Ve lót dép xem Hồng Loan đóng kịch nè và hát nữa nè. Ve hối hận hay hận là mình đã đưa Hồng Loan lên để xã hội mới biết Hồng Loan là con nuôi hay là con ruột của cậu nè. Chắc hối hận và hận không kịp. Em sẽ là fan cứng của chị Hồng Loan nè. Thấy Hồng Loan ổn định có thể lo cho cuộc sống như vậy, bây giờ là yên tâm rồi. Đó. Bạn chắc Hồng Loan hiền lành, chân chắc y như trang như ba Vũ Linh vậy. Ủng hộ hai em luôn, chính xác luôn bạn ơi. Riêng mình thì mình muốn Hồng Loan có vài sản phẩm để kỷ niệm thôi. Còn cái chính là vẫn là buôn bán và lo cho gia đình. Nhiều lúc thấy khách đến mua hàng, không được gặp Hồng Loan mình cũng thấy chạnh lòng. Hồng Loan chính là viên ngọc quý, nhưng vì sóng dập, gió dồn nên bị bụi mờ phủ dân. Nhưng nếu gọt giũa sẽ được chắc chắn thì sẽ được tỏa sáng ha. Càng ngày Hồng Loan thì càng hát hay đúng không cô chú anh chị? Phải nói là cảm ơn Ve đã giúp cho Hồng Loan tỏa sáng. Chắc có đó có lẽ là một cái định mệnh, chắc có lẽ đó là một cái duyên số. Và cũng có lẽ là đó là một cái xui khiến của ba Hồng Loan. Đó là bác Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã muốn Hồng Loan tỏa sáng. Thì cô chú anh chị mình còn nhớ má Tư có kể đúng không cả nhà? Vì sao mà bác Năm không cho Hồng Loan đi theo nghề nghệ thuật? Vì cái thời đó đó thì nó rất là cực khổ, rất là khó khăn. Làm con gái thì bác Năm muốn cho Hồng Loan phải được sung sướng ở nhà, lo học hay là lo ở cuộc sống gia đình bình thường thôi, là một cô gái bình thường thôi. Vì trong cái cuộc sống mà gọi là nghệ thuật đó, nó có rất là nhiều chuyện nó xảy ra, khó khăn trùng trùng. Bác Năm sợ con gái của mình sẽ bị tổn thương và sợ con gái của mình sẽ không chịu nổi những cái áp lực, nên mới không cho con gái mình vào nghệ thuật thôi. Nhưng sau này chị Hồng Loan đã tỏa sáng. Khi bác Năm mất rồi, vô tình thì Ve đã đưa Hồng Loan lên cộng đồng mạng, đã cho cộng đồng mạng biết đây là ai, Hồng Loan là ai, Hồng Loan là như thế nào. Thì cộng đồng mạng càng yêu thương hơn. Bây giờ thì cái gen của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã coi như là bác Năm đã có người nối nghiệp cả nhà. Nối nghiệp cái gen của ông Hoàng Quảng Cải Lương đã được sắp sửa tỏa sáng rồi cả nhà. Bằng minh chứng đó là qua những cái vở diễn, những cái bộ phim, những cái MV và những lần live stream rất là hài hước. Những lúc mà chị Hồng Loan ăn nè, cái miệng ăn cũng giống nè, cái dáng đi cũng giống nè, cái nụ cười cũng giống nè, cái cách cầm micro cũng giống nè, cái tướng mà đứng thu âm mà chống nạnh cũng giống nè, nói chung là cái điệu nhảy cũng giống nữa, mà cái những cái gọi là pha trò hài hước cũng giống. Nói chung á là cô chú anh chị mình rất là tinh ý ha, đều rất là giống bác Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Và trong thời gian tới đây thì chúng ta sẽ được biết kết quả sau khi tòa án giải quyết vụ việc nha cả nhà. Cô chú anh chị mình cứ yên tâm và cũng như là từ từ chờ đợi kết quả sẽ làm hài lòng với cô chú anh chị và các bạn trong thời gian sắp tới. Thì trong thời gian tới chị Hồng Ni sẽ bay về Việt Nam và chắc chắn rằng chị Hồng Ni cũng tạo cho cô chú anh chị mình bất ngờ ha. Cả nhà mình cứ yên tâm. Và em cũng xin nhắc lại một lần nữa, xin mời quý cô chú anh chị và các bạn mình á là vào ngày 28 tháng 1 á, 19:30, 28 tháng 1 năm 2024 thì tại Trung tâm Văn hóa quận Phú Nhuận số 70-72 đường Nguyễn Nhân Chỏi, phường 8 quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh á, thì chị Hồng Loan sẽ cho có một xuất diễn đặc biệt tại sân khấu Quốc Thảo ha cả nhà. Một vở diễn đu trên, chỉ một đêm duy nhất thôi. Cô chú anh chị mình nhớ
lấy số điện thoại của anh Linh Tý và chị Bích Trâm để mà đặt cái vé phù hợp, thích hợp, những hàng ghế phù hợp để cho mình có thể là mình chọn hay cả nhà, mình chọn ghế thích hợp để mình đi theo dõi hay cả nhà. Để em xem lại số điện thoại nè, xem lại số điện thoại ngày hôm nay thì anh Linh Tý và chị Bích Trâm có livestream là anh Linh Tý và chị Bích Trâm phát quà cho bà con ở quận 5 hay cả nhà, bệnh viện An Bình quận 5. Để em tìm lại số điện thoại cho quý cô chú anh chị mình ha. Đây, xuất diễn đặc biệt đại gia đình ơi, buổi 9:30 ngày 28 tháng 1 năm 2024 ha. Sẽ có xuất diễn đặc biệt là vợ Du Chen tại số 70-72 nha cả nhà. Đây anh Linh Tý chị Bích Trâm nè, có ghi một tấm hình rất là dễ thương, lâu lâu phải kêu tôi lại chụp tấm hình up cúng Facebook. Không thôi thì tôi hẹn quý cô chú anh chị và các bạn mình ở video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn.